Về đến sân khấu câu lạc bộ yêu ca nhạc, em là Thanh Hương, em đến từ Hải Phòng và hôm nay gửi đến cả nhà ca khúc Gõ Cửa. Cả nhà cùng cho em một tràng vỗ tay để em hát hay nhất ạ. Thank you.
một tràng pháo tay nữa cho ca sĩ xinh đẹp của chúng ta, đúng không ạ?